Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Trong video hôm nay thì Bảy tôi sẽ mang đến cho các bạn tổng cộng là 6 tin tức khác nhau, gồm có hai tựa game. Thứ nhất là Genshin Impact và thứ hai là Honkai Star Rail nhá. Và trước khi vào, các bạn đợi tí để Bảy tôi nhận cái bức thư cái. Đây rồi, nhận 40 nguyên thạch phát. Rồi, ok. Sau khi mà đã nhận xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu video thôi. Các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi. Ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Bây giờ thì intro nào. Số 1, chúng ta sẽ cùng đến với cả một cái sự kiện web mới do miHoYo tổ chức nhằm chào mừng một cái nhân vật, đó chính là Deya của chúng ta. Sự kiện này có tên là Hành Trình Cắt Đỏ. Sau khi các bạn đã hoàn thành tất cả những cái thử thách ở trong này thì các bạn sẽ nhận được 40 nguyên thạch thông qua cái bức thư in-game như vừa lấy các bạn có xem. Và link để tham gia sự kiện này bảy tôi sẽ để ở dưới phần bình luận ghim cho tất cả các bạn nhé. Thông tin số 2, miHoYo hôm nay đã công bố 3 cái thẻ bài mới sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 3.5 như đã xuất hiện ở trong livestream rồi. Thứ nhất đó là Ella. Thẻ bài này là một trong những thẻ bài có thể gây sát thương vật lý với cái lượng sát thương khá là lớn từ kỹ năng nộ. Nó cũng giống như là cái sát thương ở trong game thôi. Ella là một trong những DPS rồi. Tiếp theo, thẻ số 2 của chúng ta, thẻ Kokomi. Thẻ này có thể giúp chúng ta hồi máu các bạn. Và cuối cùng là thẻ của Sara. Thẻ này cũng giống như thẻ của Mona, cũng có thể là có được cái vật triệu hồi. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm hai cái bộ thánh di vật mới. Một là bộ nón nguyên soái, bộ này sẽ cung cấp khiên. Còn bộ thứ hai là bộ nón hoa Mỹ, bộ này thì sẽ tăng hiệu quả nạp cho nhân vật của chúng ta. Thông tin số 3, đó là thông tin của banner Hu Tao, Yelan quay trở lại đợt này. Doanh thu đã được bao nhiêu rồi? Tính đến ngày 22 tháng 2, banner của Hu Tao cũng như Yelan đã dẫn đầu cái danh sách này được 4 ngày rồi. Có thể là sẽ không thể nào cạnh tranh được với banner của Ayaka đứng ở vị trí số 3, bởi vì banner của Ayaka sẽ tính thêm cái thời gian delay rất là lâu sau nữa. Vì vậy chúng ta sẽ không tính với cái banner của Ayaka nhá, nhưng mà tính với tất cả những banner khác. Dù là Ayato cũng như là Shokan đã cực kỳ hot rồi, nhưng mà cũng không thể nào bằng độ hot của Hu Tao và Yelan được. Hiện tại tính đến ngày 22 tháng 2 thì Hu Tao và Yelan đã kiếm về 39.279.084 triệu đô la. Chỉ riêng cho thị trường iOS bên Trung mà thôi. Vẫn chưa gồm là PC, Android ở bên Trung, bên thế giới, vân vân, rất là nhiều những doanh thu khác. Tất nhiên là chúng ta hoàn toàn không thể nào nghi ngờ được cái sự hấp dẫn của Yelan, của Hu Tao, của Singqiu, của Beidou và của Ninh Hoàng rồi. Tin số 4 thì nó hơi ngoài lề một chút, nó hoàn toàn không có liên quan đến Genshin Impact hay là Honkai Star Rail, nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng game thủ của chúng ta trên Việt Nam mình. Cụ thể là tuyến cáp số 5 của chúng ta đã gặp sự cố, và nếu bạn nào đang dùng cái mạng của FPT thì các bạn đã cảm nhận rõ rệt cái sự thay đổi đường mạng rồi. Trước đây mặc dù đứt 4 đường cáp thì FPT vẫn có thể duy trì được cái lượng băng thông đi quốc tế khá là ổn định, bởi vì cái tuyến số 5 của họ không bị đứt. Thế nhưng mà tính đến ngày hôm trước, tuyến số 5 chúng ta đã bị đứt. Vậy là 5 trên 5 tuyến cáp của chúng ta đã bị đứt hoàn toàn rồi. Hiện tại cái internet Việt Nam mình mà đi thế giới nó chỉ thông qua cái đường internet ở trong đất liền đấy nhá, nó không phải đi qua biển. Thế nên là nếu các bạn có chơi game, nhất là với những bạn nào đang sử dụng cái mạng của FPT ấy, thì các bạn sẽ cảm nhận được rất là rõ rệt cái sự delay, cái sự lag của nó. Và tôi ở trên cương vị một người đang dùng mạng của FPT và VNBT đây, thì VNBT đã bị lag từ khi đứt 4 đường cáp rồi. Nhưng FPT ấy, từ khi mà đứt cái đường số 5 thì đúng là bắt đầu mới cảm nhận được cái sự giật lag. Hiện tại thì chỉ có VNBT đã thông báo là bổ sung thêm 30% dung lượng băng thông quốc tế từ các tuyến cáp trong đất liền. Và nhà mạng Viettel cũng đã khẳng định sẽ chuẩn bị triển khai mua thêm dung lượng. Nhưng mà hiện tại chưa biết là họ định mua thêm bao nhiêu và lúc nào thì họ mua. FPT thì vẫn chưa có công bố gì ở đây cả. Và hiện tại cả ba nhà mạng của Việt Nam mình thì vẫn chưa có thông báo bất cứ một cái thông tin gì liên quan đến ngày khắc phục nha các bạn. Thông tin số 5 của chúng ta có liên quan đến cái tựa game Honkai Star Rail. Đó là thứ nhất, banner của Sile đã chuẩn bị kết thúc rồi. Banner tiếp theo của chúng ta chính là banner đây. Banner tiếp theo của chúng ta chính là banner của anh chàng thiên giáo trách phạt Jun Li à? Đúng là Jun Li, tôi quên mất tên của đây này. Jing Juan. Đấy, Jing Juan. Đọc hơi khó đọc một tí nhỉ. Jing Juan. Đây chính là banner tiếp theo của chúng ta nhá. Cũng tiện dành cho bạn nào hỏi là cách làm sao để tải cái tựa game này để các bạn trải nghiệm, các bạn chơi thì phải đợi đến ngày 26 tháng 4 game chính thức ra mắt thì các bạn mới bắt đầu chơi được. Hiện tại tất cả những cái banner này là banner đang trong cái giai đoạn test mà thôi, và họ chỉ có cho chạy ở trên server test. Nó không có ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của các bạn khi mà các bạn ra game nhé. Tất cả mọi thứ đều refresh lại từ đầu. Không phải là các bạn chơi trước là các bạn sẽ có tất cả những nhân vật 5 sao nếu mà các bạn quay ra như thế này đâu nha. Cũng tiện thì show luôn cho anh em là hiện tại cái banner giới hạn, banner nhân vật của Honkai Star Rail 7 tôi cũng đã quay được đâu đấy là khoảng 60 lần. 61 lần.
61 lần. Và cái tỷ lệ bảo hiểm, à không, cái tỷ lệ chắc chắn ra vàng nó cũng giống như Genshin Impact thôi. Tôi sẽ không quay Sile nữa mà tôi tích để đợi cái banner của Yun Jing, à Jing Yuan à, ở đấy để quay luôn. Hiện tại Sile là một nhân vật đánh đơn, tôi không thích lắm, tôi thích đánh kiểu đánh diện rộng các thứ. Thế nên là Jing Yuan là một trong lựa chọn khá là hay của tôi. Tiếp theo thông tin số 6 của chúng ta là một cái sự kiện mới được ra mắt ở trong con Honkai Star Rail này. Cái sự kiện này có tên là Chiến tranh tinh tú, sự kiện kéo dài trong vòng 9 ngày, nơi mà các bạn có thể nhận được cái vương à nhầm, cái dấu chân vận mệnh. Nó cũng giống như cái vương miện tri thức để các bạn nâng cái kỹ năng thiên phú lên level 10 đấy. Thì trong này nó cũng sẽ có một cái gọi là dấu chân vận mệnh. Tiếp nữa đó là các bạn cũng sẽ nhận được ngọc ánh sao. Đấy, đây là một loại tiền tệ giới hạn ở trong con Honkai Star Rail này. Các bạn có thể dùng nó để mua những lượt quay. Đây là cái sự kiện, tôi không biết là cái sự kiện đầu tiên hay không, nhưng mà đối với cá nhân bảy tôi trải nghiệm ấy, thì đây chính là cái sự kiện đầu tiên mà bảy tôi lưu ý và nhớ được ở trong này. Cái sự kiện này thì nó sẽ có ba cái mốc khó khác nhau. Mốc đầu tiên là mốc khôi sao lùn, mốc này là mốc dễ nhất. Tiếp theo là mốc sao khổng lồ, mốc này thì khó hơn một chút, yêu cầu đội hình các bạn nó cũng sẽ phải hơn 30. Và cuối cùng là siêu sao khổng lồ, cái mức này thì yêu cầu các bạn phải tầm level 50 trở lên đội hình rồi. Cái thưởng khiêu chiến ở đây thì chỉ cần các bạn khiêu chiến cái dễ nhất, các bạn đã có được cái đá ánh sao này, cái ngọc ánh sao này để các bạn quay được nhân vật rồi. Còn hai cái mức khó kia thì nó chỉ cho các bạn cái vật phẩm, tôi thấy nó cũng khá là bình thường, nó không quá ngon lắm. Đây cũng là một trong những cái đánh giá cơ bản về một cái sự kiện của con Honkai Star Rail, là cái lượng đá ánh sao nó cho mình ấy, nó cũng giống như Genshin Impact hiện tại là khoảng 420. Với một cái khiêu chiến này các bạn sẽ có là 70. Các bạn nhân với cả 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái sự kiện sẽ mở theo từng ngày. Cứ mỗi một ngày nó sẽ mở cho một cái khiêu chiến khác nhau. Nhân lên là 76, 420. Đấy, khá là đơn giản đúng không? Một cái sự kiện. Và cái sự kiện này thì các bạn hiện tại vẫn chưa phải làm nhiệm vụ để có thể là mở sự kiện. Các bạn chỉ cần vào khiêu chiến là xong, không phải mở nhiệm vụ gì cả. Nó vừa nhàn, vừa đỡ mất công. Và bảy tôi cũng nói lại là đây chỉ là cái phiên bản test thôi, nó chưa có đánh giá chính xác cho một cái sự kiện khi mà chúng ta ra phiên bản chính thức vào ngày 26 tháng 4. Tức là đâu đấy còn khoảng 2 tháng nữa chúng ta mới được trải nghiệm game trên tay cơ. Có lẽ lúc đấy sẽ có một vài cái thay đổi, hoặc có thể các bạn cần sẽ phải làm nhiệm vụ hay là làm cái gì đấy để tham gia sự kiện thì bảy tôi không biết. Nhưng mà với một người mà lười như bảy tôi thì hy vọng là không phải làm nhiệm vụ, chỉ cần vào đây khiêu chiến là chúng ta xong cái nhiệm vụ đấy rồi là ok nhất. Trên đây là tất cả những cái tin tức có trong video của ngày hôm nay. Có những tin tức liên quan đến Genshin Impact, có những tin tức liên quan đến mạng mẽo, có những tin tức liên quan đến Honkai Star Rail. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Giờ thì xin chào cũng như hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.